Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách pha cà gai leo dạng trà túi lọc của công ty Thăng Long. Cách pha rất đơn giản. Đầu tiên các bạn chuẩn bị một cốc nước. Cách thứ hai là nước nóng. Cách làm đơn giản, các bạn cho gói trà túi lọc vào trong cốc và đổ nước sôi vào. Đợi khoảng 5 đến 10 phút. Muốn nhanh hơn các bạn có thể rúng qua rúng lại để cho trà thôi ra và các bạn có thể sử dụng. Ưu điểm của trà túi lọc là các bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu, rất là tiện dụng, pha trà không phải đun như là cái dạng thô. Thì trên tay tôi đây là 1 kg trà túi lọc thì bán trên thị trường với giá là 280.000 1 kg, có khoảng 200 gói nhỏ, các bạn dùng được khá là lâu. Đối với những người mà bị viêm gan B hay men gan cao thì các bạn dùng 4 đến 5 gói đến 6 gói trên ngày. Còn đối với những người giải độc gan hay uống rượu bia nhiều thì chỉ cần dùng 2 gói trên ngày. Các bạn để đặt sản phẩm này hãy gọi ngay số điện thoại bên dưới 0985895810 để được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn. Người giải độc gan hay uống rượu bia nhiều thì chỉ cần dùng 2 gói trên ngày. Các bạn để đặt sản phẩm này hãy gọi ngay số điện thoại bên dưới 0985895810 để được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.